Anh Vũ à, cũng chẳng biết cái số lận đận yêu đương kiểu gì á, ở tuổi 50 muốn yêu đương với một em trẻ để cuộc sống thêm sức sống mà gặp phải em báo quá, lương hưu không còn để uống nữa, uống sữa Insugol nữa đây này, khổ quá. Chú Phú hàng xóm ngồi than thở với bố mình như vậy đó mọi người, khổ lắm cơ. 50 tuổi vẫn mê gái trẻ thì chỉ có gặm bánh mì qua ngày thôi chú ơi, khổ cho chú rồi. Chuyện là chỗ mình có chú Phú, vợ chú thì mất khi đẻ đứa út rồi, nên chú một mình gồng gánh nuôi con nuôi cái, hai đứa ăn học thành tài cũng bận bịu hoài à. Chú ấy lại muốn ở quê nên nhất định không đi đâu mà ở một mình cùng chú chó đáng yêu của mình thôi. Cứ nghĩ chú Phú một lòng một dạ như vậy, nhưng không phải đâu mọi người. Chú ấy thích nuôi baby lắm ấy, sở thích luôn đó. Hồi đó lần đầu tiên chú Phú quen với một bé đường, bé này thì nhìn xinh xắn đáng yêu thật, nhưng mà tài lanh tài lẹ lắm. Vừa mới quen chú đã muốn cưỡng luôn ngôi nhà của chú rồi, nên chú đâu có ngu. Chú hỏi chuyện thì em này miệng nhanh hơn não, nói ba câu là thấy em này mất não thật rồi, nên chú cho vài ba củ rồi cho biến luôn. Mà chú Phú có một thói quen là cứ mỗi lần thất tình hay là bỏ một em bé đường nào là chú lại qua nhà mình uống rượu với bố để tâm sự. Nên là mình ngồi ở nhà là mình biết chuyện hết. Qua khoảng 5-7 đứa khác nhau, cuối cùng thì chú Phú cũng gặp phải cục tạ báo nhất. Bé này tên Thư, đang học đại học năm 2 mọi người ạ. Lúc mới tuyển được bé Thư, lòng chú Phú rộn ràng như hoa mùa xuân nở rộ. Chú xách mồi, xách rượu qua nhà mình. Anh Vũ ơi, hôm nay tôi mời anh nhé. Mấy khi thấy cuộc đời tươi đẹp như thế này, uống xả phanh đi anh ơi. Ôi giời ơi, không biết mối tình này được mấy bữa mà chú Phú phấn khởi ra mặt thế cơ chứ. Từ ngày chú Phú nuôi bé Thư là mình thấy chú bận rộn hẳn, cứ chạy ra chạy vào hoài luôn á. Hôm đó mình thấy chú Phú vội vàng đi ra ngoài nên mình có hỏi chuyện thì chú Phú mặt nghiêm trọng. Bé Thư của chú hôm nay đi bar mà nghe đâu bị ai lừa nên chưa có tiền trả, chưa có về được nên chú đang đi giải cứu bé. Chú đi đã nhé. Đời mình chỉ nghe cái giải cứu nông sản, hải sản này kia, lần đầu nghe giải cứu baby đó trời. Cái này là nó ăn chơi quá trớn hết tiền nên mới gọi cho daddy đây mà. Mình lạ gì cái chiêu này. Sáng hôm sau mình đi mua đồ ăn sáng thì thấy chú Phú đứng ngoài cổng. Chú hỏi mình có gì ăn sáng cho chú ké với, thì mình cũng mời chú qua nhà ăn luôn. Vừa ăn phở chú vừa nói, tháng này khéo chú xin qua nhà mày ăn vài bữa sáng thôi Ngọc ạ. À, hôm qua chú giải cứu bé Thư hết cha tiền ăn sáng rồi, cứ mang chú với nhé. Má ơi, nghe mà cười điên luôn á mọi người. Đưa tiền cho gái đói cả bữa sáng luôn mà. Hay thật chứ. Tưởng là chuyện chỉ đến đây thôi, nhưng cục tạ mang tên Thư đâu có để cho chú Phú yên ổn bao giờ. Đợt đó thấy chú Phú đánh con mẹ của mình đi ra ngoài, nhìn bóng lộn lắm, còn dừng xe khoe với mình hôm nay đi gặp bé Thư nữa. Nuôi bé đường mà tâm huyết dữ thiệt. Ấy thế mà lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Tự nhiên thấy chú Phú ngồi trên con xe ôm về nhà cũng lạ lạ. Mình hỏi thì chú bảo là đưa xe cho bé Thư đi chơi với bạn rồi. Ôi chú ơi, sao mà chú dại gái quá vậy? Rõ là biết em ấy chỉ là nuôi để thịt thôi, mắc gì chú đưa xe? Em ấy mà cấm luôn để kiếm tiền ăn chơi thì chú chỉ có nước ăn bánh mì cả tháng thôi, chứ không phải là chỉ không có tiền ăn sáng đâu chú Phú. Mình cạn lời luôn á chứ. Nhưng thôi kệ chú đi, chuyện của chú mà. Nhưng cuộc đời này thường dễ đoán, đặc biệt với những người như chú Phú. Mình vừa mới nói hôm trước thì hôm sau mặt chú Phú nghệch ra qua nhà mình để nói chuyện với bố mình. Ngồi uống hết cả vại rượu thì chú mới tâm sự. Hôm nay bé Thư của chú vác xe chú đi chơi rồi, chọi xe với xe nào không chọi. Chọi đúng con Rolls Royce mà họ gọi cho chủ xe là chú Phú đến để kiểm kê mà tính tiền chứ sao nữa. Nó căng tiền luôn, bao nhiêu trong ví từ lương hưu đến tiền con cháu cho là không còn một cắc luôn. Chú vừa kể vừa khóc. Chú đã ốm tiền rồi mà bé Thư còn cứ đứng bên cạnh khóc và xin một ít tiền đi chữa lành sau vụ tai nạn khiến bé ấy bị sang chấn tâm lý. Bé này đúng bản chất bé đường, moi cho đến hơi thở cuối cùng. Ác thật chứ, đang ngồi uống rượu ngon ơ, dựa đầu vào vai bố mình khóc, rưng rưng, thì tin nhắn tin tin ở điện thoại của chú Phú. Chú yêu của em ơi, hôm trước em mới thi xong á, nhưng mà bị rớt môn mất tiêu rồi. Chú yêu cứu em với nha, em yêu chú nhiều nhiều lắm luôn á. Vừa khóc rưng rức, xem xong tin nhắn chú Phú khóc à luôn mà. Miệng chú nói lớn, ôi trời ơi, lương hưu chưa có về mà baby đã xin tiền học lại thế này thì có chết được không cơ chứ. Anh Vũ ơi, cho tôi ăn nhờ nhà anh mấy bữa nha, tôi khổ quá mà. Cũng chẳng biết cái số lận đận yêu đương kiểu gì á, ở tuổi 50 muốn yêu đương với một em trẻ để cuộc sống thêm sức sống mà gặp phải em báo quá, lương hưu không còn để uống sữa Insugol nữa đây nè, khổ quá. Cả nhà mình ngồi cười đâu cả ruột. Chú Phú nuôi toàn những em gái gì đâu không à, khó hiểu vô cùng. Sau phi vụ này chú cũng bái bai bé Thư luôn. Ốm tiền vì em ấy cũng không ít. Thế mà sau một tháng trời, tức là mới hôm qua, mình thấy chú Phú đăng trong cái group tìm bé đường, bị thằng bạn chụp lại. Tìm bé đường không báo, hiền lành, nghe lời và học giỏi. Đọc cái tết mà mình cười không ngậm được miệng. Chắc là cái tính muốn nuôi gái nó ăn sâu vào trong con người chú Phú rồi. Mình có chết đói vẫn nuôi gái vì đam mê và sở thích, chẳng hiểu kiểu gì nữa.
Anh chồng ghen tuông chúa của mình cũng có màn bắt gian hụt đi vào lòng đất, nghĩ lại mà nổi da gà mọi người ạ. Chuyện là trước khi mình và Phong lấy nhau, chồng mình đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì vợ cũ ngoại tình, nên là Phong luôn bị đa nghi, ghen tuông vớ vẩn. Kể cho nghe, lấy nhau 3 năm thì tròn 1.000 đêm, đêm nào Phong cũng chờ mình ngủ rồi lục đục đọc trộm điện thoại mình. Mình biết hết á, nhưng kệ, ngày nào cũng đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn cũ, mà chả hiểu sao không biết chán. Mình đi làm sớm, hôm nào nhìn gương chiếu hậu cũng thấy chồng Trình mò đi sâu như bái thiến rất là phiền. Mình trang điểm tươi tắn đi làm hay mua đồ mới là y rằng anh quy chụp mình làm đỡm câu trai, bắt thay ra ngay đem cất. Anh bảo là em chỉ được đẹp khi đi cạnh anh thôi. Mình than thở với chồng mong muốn anh thay đổi, thì anh ngọt ngào bảo thế là anh ấy yêu em nhiều lắm đấy, sợ mất em, muốn bên em cả đời. Ừ, thế là mình như bị thao túng tâm lý, mặc định đó là cách yêu riêng của chồng. Nhưng cách yêu của anh như cách game tăng độ khó. Giờ đến việc đi du lịch với công ty, đi gặp bạn bè thân thiết hay đi về nhà mẹ đẻ, mình cùng cân phải là có anh đi cùng như áp giải tù nhân. Anh kiểm soát khiến mình mất hết tự do. Mình mới 24 mà lúc nào cũng áo sơ mi đóng thùng, không được son phấn trông già như tám mấy. Mình sợ cách anh yêu mình, nhiều khi chỉ muốn thoát ra cho nhẹ lòng. Đợt này em họ của mình kết hôn, nhưng mình bận nên để chồng đi một mình. Giờ đám cưới ở tỉnh khác nên Phong phải đi 3 ngày. Trong khoảng thời gian 3 ngày này, hai vợ chồng mình không liên lạc với nhau, nhưng mà cam lắp khắp nhà thì có lý do gì mà anh nghi ngờ nữa. Đến chiều thứ 3, mình nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nội dung là em có nhớ anh không. Dĩ nhiên là số điện thoại lạ nên không có hiện tên và mình cũng chẳng biết là ai kêu, nên là nhầm số rồi. Nhưng mà số điện thoại đó rất nhanh đã nhắn lại. Nhầm là nhầm sao được, mới không gặp nhau mấy hôm mà lạnh nhạt với anh thế. Anh nhớ em xôi ruột gan, hay tối em ra đầu phố đi, cái nhà nghỉ hoa hồng ý, mình gặp nửa tiếng rồi về. 10 giờ tối nha, không tới không về. Mới đầu còn tưởng ai, giờ đọc cái giọng văn viết 10 câu sai 9 tả 9 câu. Lạ hả, mình biết ngay anh chồng quý báu của mình. Chắc chắn đây lại là một màn thử lòng mình mới nghĩ ra. Mình cũng nhanh chóng nhắn lại bằng những từ ngữ dọa dẫm là nếu còn nói liên thiên thì tôi sẽ gọi điện báo công an. Sau tin nhắn đó, mình thấy số điện thoại khi im bặt. Tiếp đó, mình nhận được tin nhắn của chồng nói rằng anh sẽ về trễ một ngày. Nửa đêm đó, thân gái ở nhà một mình, lại thêm con nhỏ nên mình sợ lắm. Bật điện cả đêm, còn cố tình mượn chị hàng xóm đôi dép của chồng chị ý đặt trước cửa, thêm vài vụn tàn thuốc để đánh lạc hướng rằng có đàn ông trong nhà có an tâm. Nào ngờ đồng hồ vừa điểm 12 giờ, Liêm Diêm ngủ chưa cả vào giấc, thì tôi nghe tiếng đạp cửa ùnh ùnh như muốn phá cổng nhà tôi luôn ấy. Tiếng đập cổng kéo dài cả tiếng, con gái tôi sợ khóc nức nở. Hai mẹ con ôm nhau run rẩy, gọi vội cho anh trai cách đó 2 km sang xem giúp, làm sao mà anh không nghe. Gọi nhà hàng xóm cũng không được. Đang thất kinh thì chồng mình gọi tới, định phô anh, nói anh về ngay trong đêm đi. Thì anh gào rú lên, cô mở cổng ngay cho tôi, con đàn bà lăng loàn. Kèm theo đó là những ngôn từ nhục mạ nhân phẩm rồi dục giả mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, nguyên một bàn tay đàn ông trắng như đá vả mạnh vào mặt mình. Định không cần, kêu mình dàn xếp mọi người ạ. Đã lấy số lạ thử lòng vợ, lại không tin nửa lời vợ nói, tương tác cả vợ cả con nhỏ. Khi chưa biết ngụn nguồn câu chuyện, mình đâu một thì thất vọng 10. Ôm đồ của mình và con, anh ta vứt ra đường đất cút, bảo không chứa loại phản bội. 1 giờ sáng mưa tầm tã, mình ôm con nhỏ oan ức, đau khổ leo lên taxi về nhà mẹ đẻ. Nhiều lần mình cam chịu, nhẫn nhịn vì nghĩ anh ta yêu mình, với nhịn cho con đủ cha mẹ. Nhưng hóa ra anh ta chỉ nhân danh tình yêu để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Chắc chờ cả đêm thấy mình không về, nên sáng hôm sau Phong đã phi xe đến cổng nhà bố mẹ đẻ mình. Ông bà khóa cổng luôn không tiếp vì xót con xót cháu. Tưởng anh sang xin lỗi làm hòa, ai dè sang đứng chửi mình giữa ngõ là loại gái mất nết, vụng trộm sau lưng còn dám ôm con bỏ nhà đi, trễ trách không cơ chứ. Mình kệ cho cái loại chí phèo ấy gào thét chán, thấy sẵn không được, lại đứng cổng ngọt ngào xin tha lỗi dỗ ngọt mình, hứa rằng nếu mình chịu về sẽ thay đổi tâm lý hơn, còn tìm cả hội trưởng hội phụ nữ thôn nhờ bà ra mặt giúp khuyên bảo mình cơ. Mình chỉ nhờ bác ấy chuyển lời lại, hôn nhân mà thiếu lòng tin thì không bao giờ bền, đứt sớm cho nhau đỡ đau. Rồi tìm hiểu về việc đơn phương ly hôn, bố mẹ chỉ khuyên mình nên nghĩ cho con, nhưng mình quyết rồi, bố mẹ không hạnh phúc, con cái lớn lên tâm lý sẽ dễ lệch lạc, quả chín ép sẽ không thể ngọt. Anh trai mình định lên tiếng nói lại, nhưng mà mình nhéo tay nói nhỏ, bảo anh cứ để mình tự giải quyết. Đợi anh ta mắng hết câu, xong mình nhẹ nhàng hỏi, cái tin nhắn gã tình đi khách sạn đêm hôm trước là thế nào ấy nhỉ? Không nằm ngoài dự đoán của mình, mặt chồng tái lại, nhưng anh ta vẫn nói, tin nhắn cái gì? Muốn vu khống tôi hả? Tôi báo công an bây giờ. Mình cười khẩy nói lại, muốn gặp công an hả? Có cần tôi đưa điện thoại cho công an truy ra số điện thoại của ai không? Quả nhiên mặt chồng mình xanh như đít nhái, anh lắp bắp,
Đừng có làm vậy. Đó là số điện thoại anh mua thử xem em có thật lòng yêu anh không. Mình lạnh lùng đặt lá đơn ly hôn trước mặt anh ta mà nói, không vì lỡ mang thai thì tôi cũng chẳng cưới anh làm gì. Nhưng anh không xứng được làm cha của con tôi. Muốn thử lòng ghen tuông gì thì làm ơn tìm người khác. Anh hãy giải thoát cho mẹ con tôi đi. Tưởng chồng mình sẽ có một màn năn nỉ ỉ ôi xin lỗi, ai dè chồng mình đặt bút ký luôn. Mình cũng chưng hửng không hiểu nổi tại sao anh ta đặt bút ký dễ dàng như vậy. Ngay sau đó mình hỏi lại ba lần rằng anh có chắc chắn muốn ly hôn không. Chồng không nhìn thẳng vào mặt mình, nhưng anh nói rất to và rõ. Rồi, chắc gì cái bầu cô đang mang là của tôi, mà đồ tôi phải có trách nhiệm. À, ra vậy, mình đã có đêm đầu tiên với anh ta, nhưng điều đó vẫn không đủ để anh ta tin mình mang thai con của anh ta. Thế là mình đặt bút ký tên luôn, không một chút do dự. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Lúc bình tĩnh lại, anh ta chạy đi tìm chủ tịch hội phụ nữ ở nơi mình đang sống, nhờ bà ấy thay mặt năn nỉ xin mình quay lại với anh ta. Rõ ràng chuyện năn nỉ này rất là sai trái, anh ta phải đến gặp trực tiếp mình năn nỉ mới hợp lý. Do vậy, mình đã nhờ bà ấy nhắn lại với chồng, đến gặp mình, nếu sau 3 ngày anh không tới gặp thì mình sẽ nộp đơn lên tòa. Hiện giờ mình đang chờ đợi chồng mình trực tiếp gặp mặt xin lỗi. Thật sự mình không muốn con chưa sinh đã thiếu cha. Nhưng với anh chồng suốt ngày ghen tuông, thử lòng kiểu này, làm sao mình sống chung được? Nếu anh ta chịu đến xin lỗi, mình có nên vì con cho anh ta một cơ hội nữa không? Nhi, con Nhi đâu rồi? Mày lại ru rú trong nhà để cày phim tình cảm ba xu đúng không? Con ơi là con, mày ra ngoài kiếm người yêu hộ bố cái, cả ngày chỉ đâm đầu vào mấy thằng diễn viên Nhật Trung Hàn thì đến khi nào tao mới có chế bế hả trời? Cứ mỗi lần bố bắt đầu càm ràm là tay mình lại điếc ngang có chọn lọc, chỉ nghe những thông tin muốn biết, chẳng hạn như coi như là bố xin mày kiếm một thằng tử tế đi, rồi về muốn gì bố cũng chiều. Cứ có bạn trai đi bố đổi cho con 16 Pro Max mới toanh. Hay là bây giờ của hồi môn bố mẹ chuẩn bị trơn, tươm tất lắm rồi. Mày muốn chúng nó bị phủi bụi đến bao giờ nữa đây? Nghe điều kiện thì cũng hấp dẫn, cũng thèm thuồng ra phết đấy. Nhưng mà mỏi mắt chờ vẫn chưa thấy thằng nào tới sơ muối con gái rượu. Nhưng khổ nổi thật sự phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Mày điều này có phải là điều mình muốn đâu. Một phần do chơi chung với đám bạn thân, chỉ đọc toàn nữ với nữ từ thời cấp 2 đến giờ hơn chục năm trời không rời. Hơn nữa méo hiểu sao kỳ quặc vô cùng, mà dù nhân khẩu tận 8 đứa, nhưng chẳng đứa nào có người yêu luôn ấy. Không phải là bồ đá thì cũng là đứa đá bồ, rồi thì yêu xa nên chia tay, bận học hành nên chia tay. Đủ mọi loại lý do chia tay chia chân có thể tìm ở nhóm mình, chỉ có con ép ấy ngấm vào tế bào như mình thuộc loại khác mà thôi. Xong bố mẹ vẫn cứ nhìn rồi tặc lưỡi lắc đầu bảo, không biết chúng mày có bị làm sao không, mà 8 đứa chơi với nhau, đứa nào cũng lẻ loi. Chẳng lẽ chơi với nhau riết mà hút vía, độc thân về người hả? Hay là chúng bay yêu nhau cả rồi mà không dám nói ra? Khó thế mà các bố mẹ cũng nghĩ ra được. Tụi mình ban đầu còn ngại ngùng, nhưng mà nghe nhiều quá thành ra giờ lờn. Giờ còn cười ngất nếu mà nghe bố mẹ nói như vậy. Cứ tưởng là sẽ cùng độc thân với nhau có khi đến hết kiếp này luôn nữa kìa. Thế mà lại có chuyện hay ho xảy ra. Một biến số kỳ diệu đến nỗi nằm mơ mình cũng không lường được. Cụ thể thì trong nhóm đó mình thân nhất với con Linh, mà Linh thì xinh xắn khỏi bàn cãi. Mỗi tội cái mỏ của nhỏ thì hổn thôi rồi lượm ơi. Nó toàn mồm cướp cò, nói trước khi kịp nghĩ thấu đáo, nên nhiều khi làm người khác tổn thương lúc nào chẳng biết. Và mỗi lần như vậy, mình lại phải vào vai trọng tài hòa giải mấy cái vụ tai nạn từ cái miệng của nó. Cũng hên cho con Linh, tuy hay làm mít lòng người khác, nhưng cũng chẳng ai dám đụng vào nói, bởi Linh còn có một ông anh trai nữa tên là Thành. Anh Thành nôm cũng đẹp trai lắm, chỉ lớn hơn con Linh mấy tuổi mà thôi, nên là ban đầu cả nhóm ai cũng nhao nhao xin con Linh ghép đôi với anh Thành. Nhưng rồi sớm muộn đều vỡ mộng hết, anh Thành lạnh lùng giả mang, ừ thì cứ cho là anh ấy học võ từ nhỏ đi ha, còn đang điều hành một võ đường hẳn hoi. Thì cảm tưởng nhìn ai lâu hơn 10 giây thôi người ta cũng té sợ bỉnh ra quần ấy. Mỗi lần đến nhà con Linh chơi, chỉ cần đụng mặt với anh Thành khoảng chừng là 5 giây thôi mà tay mình đã run rồi. Chỉ muốn khai ra mọi tội lỗi giống kiểu hồi xưa bị giám thị bắt phao trong lớp vậy đó. Thế nên là mặc kệ bạn mình nhìn mình như bị khùng, còn anh Thành thì không thể không cưới. Anh Thành nhìn trái thì mình quay phải, nhìn phải thì quay trái. Từ đấy có đụng độ anh Thành cũng bớt dãy dụa rén hẳn. Xong đến đầu năm nay, mình và Linh có một trận cãi vã to. Chả hiểu sao đã kêu nó dĩ hòa vi quý bỏ qua rồi, mà cuối cùng vẫn không nói chuyện được tử tế, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Nguyên 5 ngày trời chẳng nói chuyện với nhau, mình lại mềm lòng mất tiêu. Thế là thôi quyết định xuống nước trước, định bụng nhắn tin làm hòa, nên mình nhắn vào nick phụ của Linh, bởi đó là nick nó thường xuyên online nhất. Đúng như dự đoán, nó rép chỉ trong thoáng chốc cũng đồng ý làm hòa hết sức nhẹ nhàng. Thực ra thì đến đoạn này đã hơi cấn cấn rồi, bình thường nhỏ này biết cách hành lắm. Không mua trà sữa với bánh tráng trộn, yêu thích thì còn lâu. Nhưng rồi Linh nó lại bảo đang giận dỗi với ông anh. Thế là hai đứa chuyển chủ đề trong nháy mắt. Đằng nào thì cũng đang nói về anh trai Linh mà. Mình nói thẳng cảm nhận với nó. Ta nói mày đừng giận. Lắm lúc ông anh mày, anh Thành ấy, nhìn ổng nguy hiểm thiệt. Kiểu như lũ bad boy chuyên gia săn tìm mấy đứa con gái nhẹ dạ cả tin ấy. Tao đoán chắc anh mày cũng sát gái dữ lắm. Mới một lúc lâu không thấy con Linh rép lại,
Mình còn tưởng nó đi ngủ hay gì được cơ, nên định tắt máy. Ai dè hóa ra là mãi gõ một trang dài đằng đặc. Ôi mẹ ơi, oan cho ổng lắm, giao diện trong Bad Boy thế. Chứ bên trong cha này hiện khô à, ở nhà toàn bị tao bắt nạt đấy thầy. Với cả ông đã làm gì có cô bồ nào tử tế, quen thì có quen nhưng mà toàn mấy chị ghen như hoạn thư thời A Còng. Cứ thấy ổng cười nói với ai là làm ầm, làm rộn lên, xong thi nhau là mấy cái trò bẩn bựa không chịu được nào giật tóc, tay vả chân đá, can ngăn không được mà chẳng lẽ lại quay ra hạ thủ với con gái. Kể cũng khổ, giờ nhiều lúc ông Thành nhớ lại vẫn còn sợ tái cả mặt. Đùa, nghe con Linh kể mà mình cười chảy cả nước mắt luôn. Ông anh trong chiến vậy mà cũng bị ghen tuông dữ dội đến vậy sao? Từ đó mình dần thay đổi cách nhìn về anh Thành. Mấy lần đến nhà Linh chơi tự dưng không còn tránh ánh mắt của Thành nữa. Tại thấy ổng bớt đáng sợ rồi. Mà cũng không biết có phải do con Linh tác động không. Thấy cử chỉ hành động có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. Mình đến chơi thì nhà cửa trước đó có bừa phứa đến mấy cũng được dọn dẹp tươm tất. Hôm nào mình mà con Linh về trong trạng thái đói bụng thì thấy ổng bày đồ ăn dành cho hai người trên bàn. Mà rõ là mình kêu từ tuần trước. Thế mà không hiểu sao anh Thành đã nhớ lịch rồi. Dần dà mình thấy ông Thành cũng có vẻ được đấy chứ. Thế là nhân một buổi tối nọ, lấy hết can đảm thử hỏi con Linh. Nè Linh, mày thấy tao sao? Giờ tao mà hẹn hò thì đã phù hợp chưa? Rồi con Linh cũng nhắn qua, mày muốn tìm người yêu rồi hả? Tao tưởng là mày không vội mà. Đấy là nói thế chứ lương tâm thì khác. Mình vội nhắn cho nó. Không giấu gì mày, thật ra tao cũng muốn yêu lắm rồi. Nhưng mà mày biết đó, tìm được người hợp ý khó lắm. Và rồi con Linh cũng nhắn đúng cái dòng chữ mà mình muốn thấy nhất. Hay là tao giới thiệu anh trai tao cho mày. Cơ mà lúc đấy chẳng hiểu sao, mút hèn lại bật. Thế là mình lại nhắn một cái tin đi ngược với tiếng lòng. Thôi tao đùa đấy, chắc gì anh đã thích tao, nói với mày cho vui thế thôi. Ai dè nó lại nhắn tiếp một cái tin mà mình méo thể nào tin nổi, còn tưởng đọc lộn chữ nào đó. Ông cần phải băn khoăn, thông báo cho mày biết tin mừng là ảnh đã thích mày quá trời quá đất luôn. Không tin nổi vào mắt luôn ấy. Gì? Anh Thành thích mình từ lâu á? Sau cái tin đấy thì mình chưa rép được thêm câu nào vì sốc quá. Mà ai ngờ Thành lại chủ động tìm đến mình, nói rõ mọi chuyện. Chuyện anh thích em là thật đấy Nhi ạ. Có chuyện này chắc em không biết. Bao lâu nay em nhắn tin qua nick phụ của Linh, thật ra đều là anh trả lời. Linh đã bỏ cái nick đấy cũng được một thời gian rồi, nhưng may mắn là nhờ nó mà anh có cơ hội được trò chuyện với em. Anh thật ra anh thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi, nhưng thấy em có vẻ ghét anh nên anh không dám bộc bạch tình cảm. Giờ em đã hiểu về anh cũng đang cố gắng thay đổi bản thân, vậy thì em có thể cho anh một cơ hội làm bạn trai của em được không? Phải nói thật là gương mặt của Thành lúc đó trông không khác nào một chú cún to xác đang làm nũng, nên mình cũng chẳng thể nào mà từ chối được luôn á. Khi yêu nhau chắc phải được cỡ 3 tháng gì đó rồi, mình nghĩ con Linh mà vẫn còn chưa biết chuyện này thì thật là thảm họa, nên quyết định nghiêm túc thông báo cho nó. Cứ tưởng nó bất ngờ lắm kia, nhưng không ngờ Linh lại cười tủm tỉm. Thật ra tao biết hết từ lâu rồi. Chứ mày nghĩ nick tao dùng đua idol bao lâu mà tao đưa ông Thành dễ dàng vậy hả? Giấu đầu hở đuôi, tao nhìn qua khe cửa y rằng thấy ổng nhắn tin, xong còn cười hí ha hí hửng khi xem ava của mày. Tao mà không biết thì đúng là ngu quá, nể tình bạn thân và ruột thịt, đẩy thuyền cho hai người đến với nhau luôn. Ra là như thế, đúng là không ngờ độc thân bao nhiêu lâu, cuối cùng lại có ngày cầu được ước thấy. Anh trai của bạn thân giờ đây đã thuộc về mình, mà đúng kiểu mối tốt, mối xịn, mối thiếu người, nhiều người khát khao không có được hẳn hoi. Nhã vía cho những ai chưa có nửa kia, sớm tìm được tình yêu của cuộc đời nha. Còn mình và anh Thành chuẩn bị đi lĩnh quà mừng con gái của người yêu đây. Sáng ra mở mắt, đã được bác Thanh hàng xóm mở hàng cho con trắm đen to bự. Đã thế bác còn hào phóng vung tay qua trán tuyên bố, tiền với bác không thành vấn đề. Một ngày con bác kiếm cả triệu bạc, mày cứ chặt cho bác khúc giữa, đầu với đuôi bác cho mày đem về mà nấu. Chưa hết, lúc làm cá cho bác, bác còn thao thao bất tuyệt kể chuyện. Bác vừa mua mấy chùm nho mẫu đơn, hơn triệu một chùm. Thằng Vinh nhà bác bảo mẹ cứ thoải mái đi, hết nó lại gửi tiền về. Nọ đi đám cưới con đứa bạn, bác mừng hẳn 3 triệu, xong còn bao chúng nó hát hò. Mấy đứa ngưỡng mộ bác lắm, nói bác có cậu con trai quý nghe mát hết lòng. Đúng là khổ trước sướng sau cháu ạ. Đấy, lúc nào bác Thanh cũng tự hào về Vinh như thế đấy. Gặp ai cũng khoe, thiếu nước bắt cái loa làng ra tâm sự. Bài văn khoe con cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ. Bác bảo con trai mình giỏi lắm, thành đạt lắm. Tháng nào cũng gửi về cho mẹ cả chục triệu để tiêu xài. Lúc đầu tôi cũng hoan hỉ, mừng thay cho bác. Nhà có hai mẹ con. Anh con trai năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm rồi gửi tiền về nuôi mẹ. Điều đó mới đáng quý làm sao. Từ ngày con trai gửi tiền về, bác hàng xóm mua sắm đồ đạc trong nhà, toàn đồ xịn. Chưa nói đến việc cái sân gạch vẫn đẹp mà bác cho thợ tốc hết lên, lắc cỏ, kiểu biệt thự. Rồi cái nhà bé tí mà hai máy lọc không khí, bình lọc nước bình thường dùng đã tốt rồi. Giờ bác thay hẳn cái bình mấy chục triệu, bảo có y ông gì đó mà uống được trực tiếp tại vòi. Chả hiểu, tóm lại là bác bảo muốn sắm sửa, để sau này con trai cưới vợ thì nhà cửa cũng đầy đủ tiện nghi. Với có tiền thì cứ tiêu, đời sống bao nhiêu đâu mà phải khổ.
Chưa hết, bác còn khoe con trai đang dành dụm tiền, 2 năm nữa thì xây biệt thự. Mỗi lần sang nhà tôi chơi, bác ấy lại luyên thuyên kể chuyện Vinh vừa lên chức, nay lương tới 60-70 triệu đồng một tháng, cao lắm. Bác Thanh còn cho tôi xem mấy tấm ảnh con trai bác gửi về, mặt vest đóng thùng, đầu vuốt keo bóng loáng, bảo đi tiếp khách hàng nên được ăn ngon, toàn sơn hào hải vị. Nói rồi bác Thanh lại im im rồi nói vu vơ, trông mấy cái món đó lạ thật, kể mà thằng Vinh hôm nào nó về, nó dẫn bác đi ăn mấy món đó thì hay phải biết. Mấy cái món Tây tạo đó, từ bé đến giờ bác có biết vị nó như nào đâu, không biết mặn ngọt ra sao nhờ mà. Bác nói vậy mà có mặt có vẻ là tủi thân. Tôi an ủi khẳng định con trai bác có hiếu như thế thì chắc chắn là cậu ấy sẽ dẫn bác đi thôi. Tháng trước vợ chồng tôi đưa con đi nhập học ở trên thủ đô, sẵn tiện ghé vào quán phở cách trường con không xa, ăn chút gì đó lấy sức. Có ai ngờ chúng tôi lại được gặp Vinh, con trai bác Thanh ở đây mới sốc. Mọi người khoan nhầm Vinh là chủ quán nha, cậu ấy làm phục vụ bàn, cái người thăng chức với làm to mà bác Thanh kể, đang bê đống bát bẩn đi vào bếp lửa. Nhìn Vinh mướt mãi mồ hôi đen nhẽm xanh xao mà thương, thấy chúng tôi cậu ấy hoảng sợ như sắp khóc, lao tới năn nỉ tôi đừng có kể cho mẹ cậu ấy nghe chuyện đã gặp cậu ấy ở đây. Tôi kinh ngạc hỏi, tại sao bác hàng xóm khoe con trai lên chức, lương cao lắm mà, sao mà cậu ấy lại làm ở đây? Cậu con trai cúi mặt buồn bã nói, em không muốn mẹ lo lắng nên mới nói dối như vậy. Em tốt nghiệp rồi nhưng không tìm được việc làm, đành đi phục vụ bàn ở nhà hàng theo ca. Ra ca thì giao hàng, chạy xe ôm để kiếm thêm tiền phụ mẹ dưới quê. Làm cùng lúc 2-3 công việc, tuy cực nhọc nhưng mỗi tháng cũng kiếm được hơn 20 triệu. Em dành dụm gửi về cho mẹ 10 triệu, còn lại là ăn uống tằn tiện hết mức, để ra được ít đồng nữa. Dự định 2 năm nữa xây sửa nhà cho mẹ em. Cả đời bà vất vả nuôi em thành người nên em thương lắm. Nghe con trai bác hàng xóm nói mà tôi chạnh lòng rơi nước mắt. Cậu ấy đúng là một người con quá hiếu thảo. Tôi quyết định giữ bí mật ấy trong lòng. Cho đến hôm qua, bác hàng xóm tiếp tục khoe con trai làm lương cao. Bác ấy nói mình đã được hưởng phúc được con trai rồi. Bác muốn nhờ tôi chở đi mua điện thoại mới, mua cái con iPhone 15 cỡ 10-20 triệu ấy, để chụp ảnh xem phim rồi gọi con trai cho nét. Tôi khuyên bác mua cái nào ít tiền thôi, tầm 4-5 triệu là dùng ngon rồi. Còn tiền có thì bác cứ để đó, sau còn nhiều thứ cần tới, nhưng bác không chịu. Nói tiền của bác mà sao tôi thích quản quá. Bực mình lắm, chẳng buồn giấu nữa, rút máy ra liền đưa cho bác xem tấm ảnh tôi chụp con trai bác đen nhẽm, ướt đẫm mồ hôi, đang chạy bàn rửa bát thuê ở nhà hàng cơm. Tôi kể hết những vất vả, tuổi cực của con trai sống trên thành phố cho bác nghe. Bác ấy thất thần, sững sốt một lúc rồi mắt đỏ hoe lững thững đi về, nhìn theo bóng lưng như còng xuống của bác hàng xóm. Tôi vừa xót xa vừa thương bác và con trai bác, nhưng thà cho bác ấy biết mọi chuyện để bác đừng đi khoe con nữa. Đừng có kỳ vọng làm con bác áp lực, cũng đừng xài sang trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt của con trai nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn, tôi làm như vậy chắc cũng không sai mọi người nhỉ. Con trai thời nay áp lực thật đấy.